Xin chào các bạn, mình đến từ Asen. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho bạn một mẫu sản phẩm mới, đó là xe địa hình điều khiển. Mẫu xe này chuyển động được 4 bánh và nó có thể leo địa hình khá là nhanh. Và xe này nó có âm thanh, có đèn luôn. Thì bây giờ và đây là bộ điều khiển của nó. Pin hai cục pin 2A. Bây giờ mình sẽ gắn pin của nó vào xe. Và đây là pin 7.2, 700 mAh. Đó, đây là công tắc on off, thì chúng ta bật on lên nó sẽ có một tiếng. Sau đó muốn kết nối được với bộ điều khiển thì do bộ điều khiển này nó không có công tắc, thì muốn kết nối được thì chúng ta gạt lên một cái xe bắt đầu nổ máy. Đây, khi tiếng thì đèn trước sẽ sáng. Khi lùi nó sẽ có âm thanh như vậy, rồi trái phải đó. Thì mẫu này, xe loại địa hình mẫu này thì leo trèo khá là ok. Thì bây giờ mình sẽ test thử chức năng của nó. Phải gỡ ra nữa hả? Say something. Rồi. Muốn quay bây giờ rồi. Thì sau khi chơi khoảng thời gian thì pin xe nó sẽ có dấu hiệu yếu, tức là chúng ta tiếng ga thấy nó xe nó chạy yếu và có vẻ là leo trèo không nhanh như lúc trước nữa, thì chúng ta sẽ cho xe nó nghỉ. Nghỉ tầm khoảng 10 phút để pin nguội. Sau đó chúng ta ghim một đầu pin, ta ghim vào đây, một đầu chúng ta ghim vào cổng USB của laptop hoặc là máy để bàn, hoặc nếu bạn có cốc sạc điện thoại thì chúng ta có thể ghim trực tiếp vào đây và ghim vào nguồn điện, thì nó sẽ thông báo tín hiệu đèn. Thay đổi tín hiệu đèn thì pin nó đầy. Giờ chúng ta chơi lại bình thường. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asen.vn, sau đó gõ vô một từ khóa là B0133 hoặc là 0133 thì nó sẽ ra được bộ hình ảnh về sản phẩm này gồm hai màu xanh và màu đỏ. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì sẽ có rất nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị mà Asen sẽ gửi đến cho các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.